Cú rớt đài của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vốn buộc phải từ chức do có cáo buộc vợ và người thân của ông dính đến vụ tham nhũng nổi cộm đã khởi động những vòng đua tranh chính trị mới khi Đảng Cộng sản cân nhắc xem ai sẽ trở thành Chủ tịch nước kế tiếp. Theo các nguồn tin và các nhà phân tích nói với kênh Channel News Asia của Singapore, Bộ trưởng Công an Tô Lâm 65 tuổi là ứng cử viên nổi bật vào lúc này. Quốc hội Việt Nam hôm 18 tháng 1 đã chấp thuận cho ông Phúc từ nhiệm một ngày sau khi ông đệ đơn xin thôi chức trong lúc những người theo đường lối cứng rắn trong đảng tăng cường đàn áp tham nhũng. Bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Phúc và thân nhân của ông bà được cho là nằm trong vụ tai tiếng lừa đảo về bộ xét nghiệm COVID-19 có quy mô 170 triệu đô la Mỹ. Vụ này nằm trong số nhiều vụ án hàng đầu trong chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt ở Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt. Một vụ bê bối khác cũng gây chấn động đất nước là vụ các chuyến bay giải cứu để hồi hương công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài trong lúc đại dịch. Tất cả những vụ việc này xảy ra khi ông Phúc còn nắm quyền thủ tướng cho đến tháng 4 năm 2021 khi ông được bầu làm chủ tịch nước. Theo các chuyên gia thì với việc nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam đã vượt qua các mục tiêu chính thức và tăng trưởng 8% hồi năm ngoái thì tác động tiêu cực của việc thay màu lãnh đạo đối với nền kinh tế của đất nước có thể sẽ không nhiều.